Ngày 26 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Jong In-cheon, 37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, về tội giết người và cướp tài sản liên quan vụ án mạng ở khu dân cư quận 7. Theo kết luận điều tra bổ sung, Jong In-cheon và anh Han Yong-duk, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, nạn nhân, quen biết nhau tại một quán ăn ở quận 7. Tháng 4 năm 2020, Cheon và Duk hùn vốn đầu tư kinh doanh, mỗi người 1,8 tỷ đồng nhưng thất bại. Đến ngày 14 tháng 11 năm 2020, anh Duk đến gặp Cheon tại công ty của Cheon, trụ sở ở phường Tân Hưng, quận 7, đặt vấn đề vay 2,7 tỷ đồng trong 2 ngày để đầu tư, kinh doanh. Sau khi thỏa thuận, Cheon đồng ý cho Duk vay 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30% trong vòng 2 ngày, thời hạn trả nợ là ngày 16 tháng 11 năm 2020. Cheon đã mượn tiền em vợ, bạn bè đưa cho Duk. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2020, anh Duk không trả nợ tổng số tiền 3,51 tỷ đồng cả gốc và lãi cho Cheon mà thách thức, đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn hạp đầu tư trước đó. Do ức chế vì kinh doanh thua lỗ cộng với việc bị em vợ, bạn bè đòi nợ, Cheon đã nảy sinh ý định giết anh Duk, cướp tài sản với mục đích trừ nợ. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Cheon đi mua cưa tay, kềm, kéo, túi ni lông, thuốc ngủ, găng tay y tế đem về công ty cất giấu. Đến tối ngày 26 tháng 11 năm 2020, khi nhân viên công ty đã về hết, Cheon lái xe chở anh Duk về công ty, lấy thuốc ngủ hòa và bia cho Duk uống. Thấy Duk ngấm thuốc nằm, Cheon lấy hai vòng đeo tay, một điện thoại của nạn nhân. Lo sợ Duk kêu cứu nên Cheon nhét găng tay y tế vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong. Cheon kéo thi thể nạn nhân vào thang máy đưa xuống tầng 1 của công ty, rồi dùng cưa phân xác nạn nhân. Sau đó, Cheon nhờ bạn mang hai chiếc vòng đeo tay chiếm đoạt của nạn nhân đi bán. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng trả giá 80 triệu đồng nên Cheon không bán. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2020, Jong In-cheon bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư ở quận 2, nay là thành phố Thủ Đức.